46. Maeda, hai ngày sau hoàng quân sẽ tiến hành vây quét căn cứ địa của Bát Lộ quân. Cậu đã tiêu diệt khối u ác tính Trần Tổ Thọ, chuyện này làm tốt lắm. Dạ, tư lệnh. Vẫn còn một khối u ác tính nguy hại cho hoàng quân hơn cả Trần Tổ Thọ. Ý cậu là đội trưởng võ kia à? Phải, chính là hắn. Hắn là mối nguy hại lớn hơn đối với hoàng quân. Nhưng mà tạm thời chúng ta không rảnh để đối phó hắn. Đại bản doanh quyết định hai ngày sau vây quét căn cứ địa của Bát Lộ quân. Nhiệm vụ của chúng ta là cố thủ cứ điểm chiến lược cầu Hổ Khảm. Đợi vây quét xong căn cứ địa của Bát Lộ quân, quay về chúng ta sẽ xử lý hắn. Tư lệnh, muốn trừ khử tên đội trưởng võ thật, không cần đợi lâu vậy đâu. Mời ngài xem. Vị trí cầu Hổ Khảm tiến có thể là con đường tốt nhất để chúng ta tấn công căn cứ địa của Bát Lộ quân từ bên cạnh. Lui, đây là con đường phải đi qua khi đại bộ đội của ta rút lui, nên thuộc hạ phán đoán Bát Lộ quân chắc chắn sẽ để mất cứ điểm chiến lược này. Nhưng mà chúng phải ứng phó với cuộc vây quét lớn của chúng ta. Mọi lực lượng đều tập trung ở chiến trường trực diện. Còn bên cầu Hổ Khảm chắc chắn sẽ điều bộ đội khác tới. Vậy ý cậu là Bát Lộ sẽ cử võ trung nghĩa tới tranh đoạt cây cầu này? Thuộc hạ cho rằng chắc chắn sẽ là hắn. Thiết đại đương gia và tiểu tứ xuyên mang nhiệm vụ mới cho chúng ta. Bây giờ căn cứ địa đã được khôi phục. Sắp trên quyết định lần này quyết đấu trực diện với lũ giặc. Đây cũng được coi là chờ tới mây tan trăng sáng. Căn cứ địa đã dưỡng sức xong rồi, chúng ta sẽ chủ động hơn trong chiến lược. Lũ giặc sẽ không thể sống yên ổn nữa. Lần này quyết đấu trực diện không những phải thắng, mà còn phải cố gắng tiêu diệt giặc ở nhiều nơi, làm suy yếu lực lượng của chúng, khiến chúng chỉ có thể thực hiện sách lược rùa rụt cổ trong một khoảng thời gian tương đối dài. Như vậy thì nhân dân dễ sống hơn nhiều. Theo bố trí chiến lược của phân khu, nhiệm vụ của đội công tác vũ trang lần này nằm ở đây. Cầu Hổ Khảm. Phải, cầu Hổ Khảm. Cầu Hổ Khảm là một con đường quan trọng ở phía cánh của căn cứ địa. Lũ giặc muốn vây quét căn cứ địa, rất có khả năng nơi này sẽ trở thành cứ điểm chiến lược quan trọng để lũ giặc chia quân tiến công. Nếu lũ giặc bại trận, đây cũng là con đường rút lui của chúng. Nếu vị trí chiến lược của cầu Hổ Khảm quan trọng như thế, chắc chắn lũ giặc sẽ không bỏ qua nơi này. Đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Nhiệm vụ lần này của chúng ta là cố thủ cầu Hổ Khảm. Lão Cao, anh nhìn đi, thức khuya đỏ ngầu cả mắt, lại một đêm thức trắng nhỉ, vẫn đang suy nghĩ về chiến thuật à? Đây, tôi đã pha trà cho anh tỉnh táo. Lão Lữ, kế hoạch vụ địch thâm nhập đã được suy nghĩ rất toàn diện. Vậy anh còn gì chưa yên tâm mà liên tục thức đêm? Chúng ta không thể thua. Lão Lữ, chúng ta dốc hết gia tài để đánh trận này. Chúng ta phải ngoạm chặt miếng thịt lớn là lũ giặc Nhật mới được. Tuy đã thảo luận rất toàn diện, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ cẩn thận, xem có sơ hở gì không. Hoàn thiện tốt một chi tiết, chúng ta có thể tránh việc nhiều chiến sĩ phải hy sinh hơn. Chuẩn bị mấy tháng rồi, bây giờ điều chúng ta sợ là lũ giặc không đến. Chỉ cần chúng đến, chúng ta sẽ đóng cửa đánh chó. Anh vẫn lo lắng về cầu Hổ Khảm phải không? Cầu Hổ Khảm đúng là một cứ điểm chiến lược quan trọng. Binh lực của đội võ Trung Nghĩa quả thực hơi ít. Thời gian cấp bách, lũ giặc cũng không thể cho chúng ta thêm thời gian chuẩn bị. Tất nhiên, điều thêm binh lực cũng không thiết thực. Lần này chúng ta đánh trực diện với lũ giặc, cũng không được phân tán binh lực.
Lão Lữ, nhưng mà tôi tin Võ Trung Nghĩa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Địa điểm hiểm trở thế này, chúng ta có thể cố thủ cây cầu này không? Phải đó, cây cầu này có vị trí rất quan trọng. Lũ giặc chắc chắn sẽ cử bộ đội theo dõi. Đội trưởng, xem ra đây lại là một cuộc chiến ác liệt. Các anh nói xem, nếu mà đã điều động toàn bộ lực lượng, chúng ta có cản nổi không? Toàn bộ lực lượng? Nếu là toàn bộ lực lượng, bên chúng ta chắc chắn thiếu người. Nhưng chúng có thể bỏ mặc hang ổ của mình à? Koizumi và Maeda bị chúng ta cho ăn hành rất nhiều. Lần này chúng sẽ quyết một trận tử chiến. Có cần xin phân khu chi viện không? Phân khu phải tập trung toàn bộ binh lực quyết đấu trực diện với giặc, không thể phân tán lực lượng của họ. Việc cố thủ cây cầu này chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chắc binh lực của Koizumi sẽ đi từ phía nam cây cầu. Chúng ta phòng thủ thế nào? Chẳng đánh trước à? Không thể để lũ giặc bước lên cây cầu này. Chúng ta có thể cố thủ thì cố thủ, nếu không thể, chúng ta hãy cho nổ. Cha, sao chỉ có mình cha? Cảnh anh Võ đâu? Họ đi chuẩn bị thuốc nổ rồi. Con gái, ngồi đi. Cha, xảy ra chuyện gì vậy? Con gái ngốc, xảy ra chuyện gì chứ? Cũng lâu lắm rồi, cha chỉ muốn tâm sự với con thôi. Cha già rồi, con người già đi, luôn muốn nói chuyện với con mình. Cha, hôm nay cha làm sao vậy? Tiết tiên cha oai phong cả đời. Điều nuối tiếc nhất là... Con biết. Ta lại nữa rồi. Điều nuối tiếc nhất là không có con trai chứ gì? Không có con trai vẫn có con gái mà. Chị con và con đều là con gái ruột của cha. Bọn con có chỗ nào kém con trai? Bọn con làm cha mất mặt hay là không bằng con trai? Dạ, nếu cha cứ nói như vậy, con sẽ giận thật đó. Không phải, cha đang nghĩ con và chị con là những đứa trẻ tốt nhất trên đời. Cha không ngờ chị con dũng cảm, kiên cường như thế. Nó là anh hùng mà bao nhiêu đàn ông không sánh bằng. Nó là vinh quang của nhà họ Thiết, là niềm tự hào, là vinh dự của nhà họ Thiết. Đúng không? Con gái, con cũng vậy. Cha nhớ hồi con còn nhỏ, con nghịch ngợm, thích trèo cây, có thái độ không chịu thua. Cái gì con trai biết làm, con cũng biết. Nhất là con dùng roi sắp bằng cha rồi. Võ nghệ của con, khí thế của con không thua kém gì đàn ông. Thế là xong chuyện rồi. Được rồi, con đừng khóc nữa. Giờ cha đã hiểu ra. Nam nữ gì chứ? Đời này cha có hai chị em con là mãn nguyện lắm rồi. Đại Khôi, qua đi giúp một tay. Lần này chắc chắn lại là một trận lớn. Cầm súng máy chĩa vào giặc. Đã lắm. Đúng là kiểu núi đông thắp đèn, núi tây sáng. 40 dặm đồng bằng không thấy bóng ai. Thank you.
giờ chị con đi rồi. Cha chỉ hy vọng con gái cha sau này có thể bình an, vô lo vô nghĩ, tìm một nhà tốt rồi gả đi. Sau đó nuôi dưỡng con cái, sống thật hạnh phúc. Cha không cầu mong gì khác, chỉ mong con hạnh phúc. Trước đây cha thấy Liễu Như Cửu rất tốt. Cha nghĩ sau này nếu hai đứa có duyên phận, nó sẽ là con rể cha, là một đứa con trai của cha. Nhưng ai ngờ tới này bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Thằng khốn. Cha, con nói cha nghe, cha đừng nhắc tới cái thằng con trai nuôi lòng lan dạ sói đáng xấu hổ đó nữa. Đừng để con gặp lại tên Liễu Như Cửu này. Con mà gặp lại, con không lấy roi đánh chết anh ta, con không còn là thiết liên quan nữa. Được rồi, con gái, nhắc hay không không quan trọng. Quan trọng là cha muốn nói với con, cha già rồi, khó khăn lớn đến mấy cũng không sao. Vượt qua là phúc của cha, không vượt qua, cái thân già này cũng không thiệt. Nghiên Hoa, con vẫn còn trẻ, giờ con là đứa con duy nhất của cha. Ngày tháng sau này của con vẫn còn dài. Cha, rốt cuộc cha muốn nói gì? Trận chiến cầu hổ khảm, con không thể đi. Hành động lần này rất quan trọng, con phải đi. Con không thể đi. Trận chiến cầu hổ khảm là ván cờ sinh tử. Cha không giấu gì con, cha đã bất chấp cái mạng già của mình. Con không được đi. Giờ con là đứa con duy nhất của cha. Nếu con có mệnh hệ gì, cha sẽ không sống nổi. Nghe cha một câu được không? Cha. Cha, cha yên tâm, con sẽ bình an. Con chắc chắn sẽ không sao mà. Cha toàn nói chị con là niềm tự hào của cha, chị ấy cũng là niềm tự hào của con. Chị con ở trên trời sẽ phù hộ cho chúng ta, không xảy ra chuyện. Cha, hành động lần này rất quan trọng, con phải đi. Con gái, con đừng tùy hứng có được không? Cha, trước đây con luôn tùy hứng, suốt ngày kêu căng ngang ngược. Nhưng thời gian qua, con đã trải qua quá nhiều chuyện. Chị con, Đại Khôi, Hỷ Ni, còn có rất nhiều người khác, họ hy sinh ngay trước mắt con. Con bỗng hiểu ra, chỉ cần người Nhật vẫn còn ở đây, không ai có thể sống yên ổn. Không đánh đuổi người Nhật đi, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cha, con biết cha lo cho con. Con biết chiến dịch lần này nguy hiểm, nhưng con không sợ. Cha đã nói con giỏi giỏi mà. Con sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Với lại, còn có cha, còn có anh Võ, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi. Tin con đi mà, được không cha? Cha, trước đây cha hay nói chị con là niềm tự hào của cha. Cha biết không, con cũng muốn làm niềm tự hào của cha. Con gái ngoan.
núi Tây Sáng. Tâm hồ, tuy tay chân của Đại Khô dụng về, nhưng những chuyện này vẫn là cậu ấy giỏi nhất. Đúng là vậy, tôi rất nhớ cậu ấy. Toàn nghĩ cậu ấy vẫn còn ở đây. Đội trưởng, gần đây tôi thường nhớ lại những lời anh từng nói với tôi. Anh nói bây giờ khắp đất nước đều là chiến tranh, không biết mỗi ngày có bao nhiêu hảo hán ngã xuống trước họng súng pháo. Điều chúng ta cần làm chỉ có thể là dũng cảm tiến về phía trước. Bất kể nguy hiểm cỡ nào, cũng không còn lựa chọn. Tôi hiểu. Chỉ khi đánh đuổi kẻ xâm lược, thế hệ sau mới có thể hạnh phúc. Non sông đất nước mới thật sự thuộc về chúng ta. Giống như anh nói, quốc thái dân an. Vì quốc thái dân an, dù chúng ta có chết cũng cam tâm tình nguyện. Đội trưởng, anh yên tâm. Anh ở đây nghe gì vậy? Từ ngày đầu tiên đánh giặc, vệ tam hồ tôi đã không quan tâm tới sống chết. Trận chiến cầu hổ khảm, anh hãy giao nhiệm vụ gian khó nhất cho tôi. Tam hồ, tôi biết cậu là người gan dạ, nhưng chúng ta đều phải sống sót. Anh em đồng lòng cùng giết giặc Nhật. Các anh nói gì vậy? Anh em đồng lòng gì? Ai với ai là anh em? Ai với ai không phải là anh em? Phải đó. Đội trưởng Võ, anh có ý gì vậy? Chỉ có Tam Hồ là anh em của anh, chúng tôi thì không phải sao? Tiểu Tư Xuyên, đừng ảo tưởng nữa. Đội trưởng Võ người ta, có chúng ta người phe mình khi nào chứ? Linh ta linh tinh. Anh vẫn muốn tôi coi anh là đại thiếu gia hay gì? Không có cửa đâu. Các cậu nhìn đi, có thấy đại tớ nào ngang ngược thế này không? Anh làm phản đó à? Anh em đồng lòng đánh đuổi kẻ thù. Anh em đồng lòng đánh đuổi kẻ thù, thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thề chết chiến đấu anh dũng, bảo vệ nước nhà. Thanh Cửu, ngày mai sẽ có một cuộc chiến ác liệt ở cầu Hổ Khảm. Sống hay chết, tôi cũng không chắc. Nhưng tôi hiểu rõ, chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một con đường trước mặt chúng tôi, đó là quyết chiến đến cùng. Ngày mai chúng tôi phải dùng máu thịt của mình xây dựng phòng tuyến kiên cố nhất. Thanh Cửu, tôi sẽ dùng đầu của giặc để tế cô, tế Tôn Mai, tế Đại Khô và Bảo Quý, tế Hỷ Ni, tế tất cả chiến hữu đã hy sinh của chúng ta. Nếu mai tôi cũng chết, không sao cả. Tôi sẽ mỉm cười tới gặp mọi người, vì đằng sau chúng ta chắc chắn sẽ có càng nhiều dũng sĩ nhiệt huyết hoàn thành di nguyện của chúng ta. Nhất định có thể tiêu diệt hết lũ giặc.
Thành Cửu, hãy chúc phúc cho chúng tôi. Làm gì vậy? Dừng lại. Làm gì vậy? Ai vậy? Nguy rồi. Chắc là thổ phỉ cướp cầu. Các cậu ở đây canh. Đi. Nói các anh đó. Xuống đây. Xuống đây. Nói anh đó. Làm gì vậy? Hẹn người anh em. Các anh là ai? Thế anh là ai? Làm gì thế hả? Mày người anh em, chúng ta đều là người Trung Quốc. Anh ăn nói cho tử tế. Người Tứ Xuyên à? Người Tứ Xuyên chạy tới tận đây, không hiểu lời tôi nói chứ gì? Đây là địa bàn của chúng tôi. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Ở đây làm gì hả? Anh ăn thuốc tổ hay gì? Ăn nói cho tử tế vào chứ. Làm gì thế hả? Tiểu Tứ Xuyên, ký lợi với bọn họ làm gì? Tôi nói cho các anh biết, mau tìm một nơi để trốn đi. Lát nữa chỗ này sẽ đánh trận, các anh bị thương thì không hay đâu. Đánh trận cái quái gì chứ? Các cô ở đây làm cái này cái kia, đã hỏi tôi chưa? Đây là địa bàn của tôi. Cút hết đi, không nói lý chứ gì? Muốn cút thì cũng là các anh cút. Mà cô không rảnh chơi với mấy anh. Con nhỏ này lên mặt với tôi à? Muốn coi bên nào hơn chứ gì? Trời ạ, đâu ra nhiều yêu quái vậy? Các cô đông người, chúng tôi cũng không ít súng. Nếu đánh nhau thật, chúng tôi thiệt hại. Các cô cũng chết không ít người. Đây, đều là người Trung Quốc. Mọi người thương lượng đi mà. Có gì để nói? Cậu tưởng tôi không nhìn thấy sao? Các cậu ở đây chôn quốc tổ, chuẩn bị cho nổ cầu, chẳng kế sinh nhai của tôi. Quá ra anh kiếm sống bằng cái cầu này. Chúng tôi không biết. Bây giờ càng dễ nói chuyện hơn. Mọi người bỏ súng xuống đã, rồi thương lượng. Có gì để thương lượng? Các cậu đông người, bỏ tôi cất súng, tôi sẽ thành đồ ăn trên đĩa của các cậu hay gì? Không được. Thế này đi, các cậu gọi một người có tiếng đó đi nói chuyện với đại đương gia nhà tôi. Anh không phải là đại đương gia, vậy ở đây lên mặt làm gì? Mới phí lời. Hãy đi nào. Tôi đi. Ai mà ngông nghênh vậy? Đi gọi đại đương gia các cậu tới đây. Lão già, nói cái quái gì vậy? Chửi ai vậy? Nói thêm câu nữa đi. Liên Hoa, bỏ súng xuống. Bỏ hết súng xuống. Tôi là người đứng đầu ở đây. Tôi đi tìm đại đương gia các anh nói chuyện. Được, anh đi. Tôi cũng đi. Không được. Đi. Để cô ta đi theo. Phải đi. Tất nhiên là phải đi rồi. Tôi phải đi gặp cái tên đại đương gia có mắt như mù đó. Đại đương gia, chuyện trên cầu tạm thời nhờ ông. Nhớ theo sát. Yên tâm đi, ở đây có tôi rồi. Đi. Trong chừng chỗ này cẩn thận. Nếu xảy ra chuyện, các cậu sẽ mất mạng. Đại đương gia,
Mời đại đương gia. Liễu Như Cửu, Liên Hoa, sao em lại tới đây? Tên hán gian này, tôi chém chết anh. Đứng yên. Liên Hoa, đứng yên đi. Võ Trung Nghĩa, tôi đã trốn tới tận đây, anh vẫn có thể đuổi theo. Chưa thôi chứ gì. Liễu Như Cửu, anh dám bắn anh võ tôi à? Anh võ, Liễu Như Cửu, anh lớn lên với em từ nhỏ. Anh không phải là anh của em à? Từ ngày anh làm hán gian, tôi và cha tôi không muốn nhận lại anh nữa. Anh còn dám đòi làm anh tôi à? Liên Hoa, em không thể nói vậy. Từ ngày Liễu Như Cửu anh rời đi, ngày nào anh cũng nhớ mọi người. Anh nằm mơ cũng nhớ cái đại đương gia. Anh cũng xứng để nhớ cha tôi à? Liễu Như Cửu, bây giờ nên gọi anh là Liễu đại đương gia. Chuyện gì thế này? Anh đã chiếm cầu hổ khảm à? Có phải là sau khi anh đầu quân cho giặc, chúng thưởng cho anh nơi này để kiếm ăn không? Ăn nói kiểu gì vậy? Cô mới là đầu quân cho giặc đó. Ăn nói như vậy với đại đương gia, cô muốn chết à? Không muốn sống nữa sao? Đại đương gia, chính là cô ta. Anh nói một câu đi, giờ tôi sẽ giết chết các cô, có tin không? Cút! Ai cơ? Cút hết ra ngoài! Cút hết, cút đi, cút! Thật ra chuyện của anh cũng không có gì để nói. Từ lúc em và đại tiểu thư cùng tới giết anh, anh đã nguội lòng rồi. Anh biết anh không thể ở lại thị trấn Châu nữa. Anh lôi kéo một đội ngũ chiếm lĩnh bến tàu này. Thương dân Nam Bắc đi qua cái cầu này, anh sẽ thu chút lộ phí. Nhờ cái cầu này, anh đã dẫn các anh em kiếm sống ở đây, trở thành đương gia rồi. Giỏi rồi. Liễu Như Cửu, thảo nào anh quay như vậy. Anh biết lúc đó là anh nhất thời hồ đồ, bị ma xui quỷ khiến. Nhưng anh thật sự không làm hán gian. Anh chỉ nói với lũ giặc trong đội ngũ các em có nội gián, không có nói gì khác nữa. Anh thật sự không bán đứng đại đương gia. Anh còn dám nói là không bán đứng à? Thế về sau tại sao lũ giặc lại tới tìm cha tôi? Liên Hoa, em nhất định phải tin anh. Liễu Như Cửu anh được đại đương gia nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, trong lòng anh ông ấy giống như cha ruột. Sao anh dám làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy chứ? Anh không dám. Ở trên cầu hổ khảm ngoài kia, đám tay sai của anh còn đang chỉ xuống vào cha tôi kìa. Đại đương gia cũng tới à? Giờ anh đi mời ông ấy vào đi. Không cần. Anh còn dám dắt mặt gặp cha tôi à? Phải. Anh không còn mặt mũi nào gặp ông ấy. Anh bảo người của anh thả Tiết đại đương gia ra đi đã. Thả. Phải thả. Tôi chắc chắn sẽ không làm hại đại đương gia. Nhưng mà Võ Trung Nghĩa, tôi thả người của các anh, các anh bắn lén tôi thì sao đây? Anh tưởng ai cũng không biết xấu hổ như anh hay gì? Liên Hoa, anh không nói em và đại đương gia, nhưng sao anh phải tin bác lộ? Liễu Như Cửu, anh quyết tâm muốn làm hán gian chứ gì? Liễu đại đương gia, đừng. Trước mặt Liên Hoa, cứ gọi tôi là Liễu Như Cửu. Được, thì gọi anh là Liễu Như Cửu. Liễu Như Cửu, anh muốn chứng minh anh không cùng một ruột với lũ giặc, không làm hán gian, thì hành động thực tế đi. Giặc sắp tấn công căn cứ địa của Bát Lộ Quân, bộ đội chi viện của chúng sẽ đi qua cầu hổ khảm. Chúng tôi cần anh giúp. Hóa ra là chuyện đánh trận. Được. Để tình quan hệ của tôi với Liên Hoa và Thiết đại đương gia, các anh muốn mượn cầu của chúng tôi đánh trận, không thành vấn đề. Đến lúc đó tôi bảo người của mình rút lui. Các anh cứ việc chiến hết mình với lũ giặc trên địa bàn này. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chúng tôi không chỉ muốn đánh trận, còn muốn cho nổ cây cầu này. Nổ cầu?
Không được, tuyệt đối không được. Võ Trung Nghĩa, có phải Liễu Như Cửu tôi kiếp trước nợ anh gì không? Từ khi gặp anh, tôi làm gì cũng không suôn sẻ. Tôi không dây vào anh, tôi trốn anh. Tôi trốn tới tận đây rồi, các anh vẫn đuổi tới, muốn phá hủy kế sinh nhai của tôi. Liễu Như Cửu, cán vật là chuyện lớn, chúng tôi không có thương lượng. Cây cầu này, anh có muốn hay không, cũng phải nhường. Liên Hoa, không phải là anh không để mặt em. Em bảo anh làm gì cũng được, nhưng các em muốn cho nổ cầu không được, tuyệt đối không được. Đám anh em quan cũng sẽ không đồng ý. Đây là kế sinh nhai của họ. Phải, tôi biết bác lộ các anh có sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu diệt chúng tôi không phải là chuyện khó. Nhưng các anh muốn cho nổ cầu, họ thật sự sẽ liều mạng. Liễu Như Cửu, anh chỉ biết toan tính cho mình chứ gì? Vì đánh giặc, chị tôi đã hy sinh, cha tôi đã bỏ cả khu mỏ. Anh đường đường là đàn ông mà hẹp hòi như vậy. Đúng là tốn cơm tốn gạo của nhà họ Thiết tôi bao nhiêu năm qua. Đại tiểu thư hy sinh rồi à? Liên Hoa, thù của đại tiểu thư phải báo. Nhưng anh và anh em của anh cũng phải ăn cơm nữa, cũng phải sống tiếp chứ. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không nhường lại cái cầu này, nghĩa là giúp lũ giặc, anh vẫn là hán gian. Được, Liễu Như Cửu anh là một cục tức khô, là một kẻ khốn nạn. Nhà họ Thiết em đạo đức tốt. Liễu Như Cửu anh không so nổi, cũng không giới nổi. Anh chỉ biết hôm nay ai dám cho nổ cầu, anh sẽ liều mạng với người đó. Được, là anh nói đó Liễu Như Cửu. Đến đây. Liên Hoa, em đừng có ép anh. Anh đến liều mạng đi. Liên Hoa, ngồi xuống. Liễu Như Cửu, phải làm thế nào anh mới chịu nhường lại cái cầu này? Cũng không phải là không thể thương lượng. Trừ khi bảo Liên Hoa gả cho tôi. Anh nằm mơ đi. Tên họ Liễu kia, đừng có mặt dày. Bà cô có chết cũng không gả cho anh. Được, đã nói đến vậy rồi, chúng ta nói toạc ra luôn. Hoặc là em gả cho anh, hoặc là bác lộ các anh đưa tôi 50 cân vàng làm tiền bồi thường. Nếu đều không làm được, hãy dẫn đại đội của anh tới dây quét chúng tôi. Nghĩ kỹ rồi tới trả lời tôi. Tiễn khách. Lệnh cho bộ đội bắt đầu hành động. Rõ. Lão Lữ, nhìn thế trận này, sau khi nổ pháo chúng sẽ bắt đầu tiến công. Giờ là lúc chúng ta ra đòn thật mạnh với lũ giặc rồi. Điện báo viên, tiến công, tiến công.
Súng bọc phá, súng bọc phá. Đó. Suzuki. Maeda, lần này đích thân tôi dẫn quân, nhất định phải chiếm được cầu Hổ Khảm. Để tên đội trưởng võ của Bác Lộ Quân phải trả giá về tội trạng trước đó của hắn. Tư lệnh, thuộc hạ đề nghị điều động tất cả bộ đội ở khu vực phòng thủ lập tức xuất phát, cấp tốc đánh chiếm cầu Hổ Khảm. Maeda, lập tức bố trí tất cả bộ đội xuất phát tiến công cầu Hổ Khảm. Tên khốn Liễu Như Cửu này đúng là không ra gì. Bao năm qua tôi đã nuôi một kẻ vong ngân bội nghĩa. Người anh em, thế này đi, cậu cứ chuẩn bị việc của cậu, tôi dẫn mấy anh em đi gặp hắn, để xem hắn có dám nổ súng với tôi không. Anh em già, không được kích động. Chúng ta cần quý trọng mỗi lực lượng, cho dù đổ máu cũng phải đổ trên chiến trường chiến đấu với lũ giặc. Nếu hắn không dừng lại cậu, cứ vậy bỏ qua. Thời gian cấp bách, tạm thời không thể cho nổ cầu. Chúng ta hãy mai phục ở gần đó, đánh đòn thủ đầu với lũ giặc. Nhưng chỗ này dễ tấn công, khó phòng thủ. Như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất lớn. Nếu để lũ giặc chiếm cầu Hổ Khảm, sẽ đe dọa tới chiến trường trực diện. Tôi nghĩ thiết đại đương gia nói đúng. Cứ tiêu diệt Liễu Như Cửu đi. Không được. Dù sao bây giờ Liễu Như Cửu chưa đầu hàng giặc. Người Trung không thể bắn người Trung. Thế này đi, cứ chuẩn bị tốt việc chặn đánh. Bên Liễu Như Cửu, tôi sẽ nghĩ thêm cách thuyết phục. Đội trưởng nói đúng, chỉ có thể chuẩn bị nhiều phương án. Nếu không thể cho đổ cầu, chúng ta hãy khai chiến trên cầu. Có chết cũng không cho chúng qua. Tâm Hồ, cậu dẫn người tới điểm cao trên sườn núi kia, dựng vòng quan sát. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Rõ. Đội trưởng, tôi vừa thấy cô Thiết đi theo đám thổ phỉ cướp cầu. Đại đương gia, đại đương gia, cút đi. Đã nói là đừng làm phiền mà. Cút thì tôi sẽ cút. Nhưng mà anh coi ai tới nè. Người đâu? Liên Hoa. Sao em lại quay về? Anh muốn cưới tôi chứ gì? Tôi đến để kết hôn với anh. Em đến để kết hôn với anh. Liên Hoa, anh biết em không thích anh, nhưng em cũng đừng lừa anh chứ. Tôi không lừa anh, cũng không đùa anh. Vì đánh giặc, chỉ tôi có thể hy sinh mạng mình, tôi cũng có thể hy sinh thân xác mình. Khốn kiếp. Liên Hoa, đừng giận anh mà. Anh thật lòng muốn cưới em. Vậy thì mau cưới đi. Cưới xong thì nhường lại cầu. Em nhìn thái độ của em kìa. Em có giao dịch với anh đó sao? Liên Hoa, lẽ nào trong lòng em, anh thật sự không quan trọng à? Còn muốn quan trọng trong lòng tôi? Anh cũng xứng à? Liễu Như Cửu, anh tưởng các anh có mấy chục người, mấy chục khẩu súng, Bác Lộ Quân không thể xử lý anh hay gì? Lũ giặc đông hơn các anh mấy lần, vẫn bị đánh tàn tác trong tay Võ Trung Nghĩa. Người ta không cướp súng của anh là không muốn người Trung đánh người Trung, không muốn khiến người Trung Quốc đổ máu. Anh tưởng mình tài giỏi lắm hả? Tôi đi theo đội công tác vũ trang đã lâu, tôi nhìn họ liều mạng vì người Trung Quốc thế nào. Anh biết Lỗ Đại Khô chứ? Hy sinh rồi. Anh biết Hỷ Ly chứ? Cũng hy sinh rồi. Vì đánh giặc, một cô gái cũng có thể hy sinh mạng mình. Liễu Như Cửu, anh còn không xứng để xách dép cho người ta.
Thiết Liên Hoa. Từ nhỏ tới lớn, anh coi em như bảo bối. Em nói gì anh cũng đáp lại. Em muốn gì anh cũng cho. Kết quả, anh chẳng là cái thá gì trong lòng em. Cũng được, nếu không thể có được trái tim em, hôm nay anh sẽ chiếm lấy thân xác em.